Ngày hôm nay em Trâm xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý khách hàng, toàn thể các bác một mẫu xe máy dầu các bác nhá, siêu kinh tế và siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đặc biệt thì cực kỳ rẻ, chỉ loanh quanh tầm tiền 200 triệu đồng các bác đã có thể mình mua dùng. Dưới 200 triệu cũng được các bác nhá, là bên em cũng bán cho các bác đây. Đấy, 200 triệu và sẽ lùi bớt cho các bác mình và giá vẫn còn thương lượng các bác nhá. Một mẫu xe đẹp ơi là đẹp luôn, đẹp từ phần hình thức cho đến về chất lượng. Đấy, và cực kỳ rộng, cực kỳ to cao các bác nhá. Và đây là phần táp nô của chiếc xe này. Đây các bác nhìn xem, táp nô được thiết kế nhìn như là những cái mẫu xe sang đắt giá đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn này, trang bị nhiều tính năng, rất là nhiều tính năng các bác nhá, và rất là rộng, nhiều ghế ngồi. Đây hiện tại thì em đang mở cửa và cho các bác xem về nội thất bên trong đấy ạ. Đối với cái hàng ghế phía sau này ạ, thì nó rất là rộng nhá, và mình có thể lắp thêm hai hàng ghế ở phía sau này được. Hiện tại đây mới lắp một hàng ghế và đang ngả ra như này nhá. Còn các bác mình có thể lắp thêm một hàng nữa đây, hàng nữa đây thì sẽ ngồi được nhiều người các bác nhá. Đấy là các bác nào mà mình có nhu cầu thì mình lắp thôi, chứ còn để nguyên như này là ok rồi các bác nhá. Mẫu này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam. Đấy, sản xuất bên Hàn Quốc các bác nhá. Và nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Và đây là cái phần đầu của cái chiếc xe này. Đấy, các bác xem, nhìn rất là ngầu luôn đúng không ạ? Những chiếc xe khác, đây các bác nhìn xem này, những chiếc xe khác đứng bên cạnh chiếc xe này nhìn như là một tí hon với lại khổng lồ đúng không ạ? Đây các bác nhìn nhá. Rất là to luôn này. Máy dầu siêu kinh tế luôn. Đấy, trong cái thời điểm kinh tế khó khăn và xăng đang tăng giá thì những mẫu xe dầu như này các bác mua rất là hợp lý đây này. Đúng không ạ? Tiền thì lại rẻ nữa. Và chiếc xe này đời cũng không phải là thấp các bác nhá. À, và bây giờ thì em sẽ đọc thông tin luôn về cái mẫu xe này cho các toàn thể các bác mình biết và mình nắm được cái thông tin. Và vâng, chiếc xe được mang tên là SsangYong Stavik các bác nhá. Sản xuất năm 2008. Số sàn máy dầu 2.7. Đấy. Và thiết kế là với số chỗ là nhiều chỗ ngồi. Đấy. 5 các bác nhá. Và chỉ trước cũng đã được thêm một cái hàng ghế phía sau nữa rồi. Còn bác nào mà mình không thích cái hàng ghế sau, mình có thể bỏ ra để mình chờ hàng các bác nhá. Và đây các bác nhìn này, tính từ đây xuống thì các bác thấy là để được rất là nhiều đồ luôn. Đây, nếu mà để đồ đéo nếu mà chờ hàng đấy ạ, thì chiếc xe này chở được cực kỳ nhiều các bác nhá, cực kỳ nhiều hàng. Đây là mẫu xe mình vừa kết hợp chở hàng, vừa kết hợp chở người. Đấy, trên đăng ký của nó là mình được phép chở hàng các bác nhá, được phép chở hàng. Và là mẫu xe không có liên hạn sử dụng, chạy mãi mãi luôn. Các bác về mình cứ bảo dưỡng định kỳ. Đấy, máy móc các thứ mà nó chuẩn chỉ thì những mẫu xe này nó rất là bền luôn. Đấy, thân vỏ cứng chắc các bác nhá, dòng này thân vỏ nó rất là dày và cứng chắc, bởi vì nó là xe nhập khẩu mà. Em cũng đã nói rất là nhiều về những vấn đề xe nhập khẩu rồi đúng không ạ? Những chiếc xe nhập luôn luôn tôn vỏ nó dày và chắc chắn, và phụ tùng nó luôn luôn là bền các bác nhá, luôn luôn là bền. Đấy, cho nên là nếu mà lựa chọn đấy thì theo em các bác mình ưu tiên lựa chọn xe nhập các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem về mẫu xe này để các bác thấy là chiếc xe này với cái độ đẹp của nó như thế nào và đến đâu, có đáng để các bác mình bỏ tiền ra mình mua không. Với cá nhân của em, theo như cá nhân của em đánh giá thì chiếc này là một chiếc xe cũng tương đối là tốt, tương đối là còn ok và mình có thể là sử dụng lâu dài các bác nhá. Và mẫu xe này bên em cũng đã tuyển chọn, cũng đã kiểm tra toàn bộ tình trạng như chất lượng của chiếc xe rồi. Đấy, không suy nghĩ và lo lắng gì về chất lượng của xe nhá. Đấy, chất lượng của xe bên em sẽ đảm bảo cho các bác mình yên tâm. Hôm nay trời mưa cho nên em đưa vào trong em quay thì có thể nó hơi ồn một chút, các bác mình cùng chú ý nghe nhá. Dạ vâng. Mẫu này thì các bác nào mà mình e ngại về vấn đề phụ tùng đấy ạ, thì bên em sẽ hỗ trợ cho. Bên em sẽ hỗ trợ phụ tùng thay thế sửa chữa cho các bác nhá. Rất rẻ và rất nhiều. Nếu không biết chỗ thì nó sẽ là rẻ và nó sẽ nhiều. Còn bác nào không biết thì nó sẽ là đắt và cũng là ít có các bác nhá. Dạ vâng. Rồi đây các bác nhìn xem này. Đấy, những cái phần nét cánh cửa đây. Và đây các bác nhìn xem là có gioăng rồi, đây, từ trước thiết kế gioăng rồi nhá. Và bên trong là cái keo chỉ của chiếc xe. Đấy. Xe hoàn toàn không có những cái lỗi tai nạn đâm đụng các bác nhá. Và thân vỏ xe không bị mục ngoặt. Đấy, và ngập nước thủy tinh nữa.
là không có ở trên những mẫu xe bên em bán, cụ thể là chiếc xe này. Máy số thì cực kỳ ngon và chất các bác nha, không chê được về máy luôn. Và hiện tại em đang quay đây, các bác cùng xem. Chỗ này các bác nhìn xem là cũng đã được dán đề can rồi, bảy màu đúng không ạ? Và một số những cái vị trí bằng táp ni táp nô của xe. Chỗ này được thiết kế bằng chất liệu da xịn nguyên bản theo xe nhá. Đấy, theo xe luôn. Và đây là phần tay cầm, tay nắm, tay bám đây. Đấy, 4 công tắc điện lên kính xuống rất là nhẹ nhàng, êm ái các bác nhá. Đấy, đây đắp cửa này. Vách cửa đây. Em sẽ quay cho bác mình cùng đón xem. Và xe thì thiết kế có cái bậc bệ để mình bước lên bước xuống. Và đây là vách cửa này. Vách cửa đây ạ. Đấy nhá. Đấy, răng khung, răng cánh của xe là còn đẹp. Bộ ghế da của xe là không bị rách. Không bị rách nhá. Tuy rằng là quay ở bên trong nhà, nhưng mà độ sáng của xe, độ sáng vẫn còn rất đảm bảo, bởi vì là em đang bật tất cả bóng điện lên rồi. Đúng không ạ? Các bác thấy này, độ sáng vẫn đảm bảo để cho các bác ngắm, các bác nhìn. Đây nha, tiếp tục các bác cùng xem cho em. Đây là cái phần táp nô của chiếc xe. Táp nô đẹp. Đấy, táp nô của xe thì đẹp rồi. Bằng chất liệu da các bác nhá. Chỗ này bằng chất liệu da nhá. Đấy, và da của xe là da loại tốt luôn, rất khó để mà rách mà kém. Và phần da của xe vẫn còn rất là sáng bóng, đúng không ạ? Và đây là khóa khiển nhá. Khóa khiển của chiếc xe đây, có một đôi luôn. Đây một cái nữa này. Đấy, có một đôi luôn nha các bác. Màn hình giải trí, màn hình này là màn hình Android rồi nhá. Nó là màn hình Android đấy ạ, chứ không phải màn hình thường đâu, màn hình Android đấy ạ. Các bác nhá. Và có cam hành trình nữa rồi. Đây, được nằm ở vị trí này. Và đây là phần mặt đồng hồ của cái chiếc xe các bác nhá. Mặt đồng hồ đấy ạ. Tất cả kim báo chỉ của xe vẫn còn đầy đủ. Hệ thống điều hòa của xe là vừa cơ vừa auto. Đấy. Đây bằng điện tử này, còn nút này là mình vặn cơ các bác nhá. Đây. Chiếc xe được thiết kế là có hai dàn điều hòa. Đấy, một dàn được đặt ở khu vực trên táp nô, nằm ở khu vực trong đây. Khu vực dưới táp nô dưới đây nhá, dưới đây này. Và thổi lên những cái cửa gió ở trên đây. Đấy, thổi lên những cái cửa gió trên đây nhá. Và một dàn nữa được thiết kế đặt ở phía dưới và thổi lên trên trần. Tí em sẽ quay cho các bác xem sau. Vâng. Và đây cần số này. Đấy. Côn số và lái của chiếc xe còn chuẩn và nhẹ nhàng êm ái các bác nhá. Còn đây là cái phần tì tay, cũng là cái vị trí để cho các bác đựng đồ. Rất là rộng luôn này. Nó rất rộng cho mình đựng đồ nhá. Bộ ghế da đẹp, trên dưới trước sau đều còn đẹp hết. Vô lăng của xe cũng vậy, vẫn còn đẹp nha các bác. Đấy. Đây là logo của cái dòng xe Sang-yong này nhá. Đấy. Có túi khí an toàn bên đây và túi khí an toàn ở bên kia nữa các bác nhá. Lái của xe rất là chuẩn luôn. Ở chỗ này được hiển thị một số những thông tin cho mình ngồi lái dễ quan sát hơn đúng không ạ? Và chủ trước chỗ này đó, các bác thấy là cũng đã được thiết kế một cái rèm nhá, là rèm che nắng này. Khi nào cần thì mình thả xuống đúng không ạ? Gương chống chói đây. Và là đồng hồ đây, đồng hồ điện tử đây nhá. Chỗ này đèn nhá. Và trần của xe thì các bác thấy là cũng đã được lên trần 5D rồi. Đấy, anh chủ trước cũng đã được thiết kế và đầu tư thêm. Sàn bọc da, lót thảm trải sàn ở trên nữa rồi các bác nhá. Đây là cụ thể cái phần táp lô của chiếc xe Stavic này. Tôn vỏ thì cực kỳ dày và cứng. Và các bác thấy em đang gõ phần tôn bên ngoài cho các bác nghe đây. Nó kêu long con cả này. Lốp của xe vẫn còn khá dày nhá. Nó là khá dày luôn chứ không phải là vừa vừa. Đấy. Đấy, rất dày. Các bác mua chiếc này mình lợi một dàn lốp rồi. Và la lúc của xe là nguyên bản nhá, có phanh đĩa và phanh ABS. Rồi, tiếp theo em mời các bác xem. Các bác cùng đồng hành với em trong ít phút nữa. Đừng vội rời đi các bác nhá. Em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Các bác xem nhiều khi là để cho biết. Rồi các bác xem nhiều khi là mình nếu mình đúng chân là mình chốt. Đấy. Còn bác nào mà đã đúng chân rồi thì xem mà chốt sớm nhá, chốt ngay nhá, chốt nhanh nhá. Vì sẽ có một cái mức giá tốt nhất cho các bác mua. Sẽ có một mức giá tốt nhất luôn, các bác yên tâm mình như vậy. Đấy, vâng, đây, các bác xem cho em. Đây là những cái phần vách cửa của chiếc xe này. Vách cửa đây nhá. Vâng. Đây phần táp ni cánh cửa đây. Bốn cánh của xe là đẹp đều. Đấy, đẹp đều luôn. Nội thất của xe là màu xám và màu đen. Da này bằng đen nhá. Da này bằng chất liệu da mà màu đen. Đây các bác nhìn này. Đấy, em luôn luôn điều chỉnh ánh sáng tốt nhất cho các bác xem. Đấy, bước về phía sau thì
mình cứ để nguyên, có thể là mình gập cái ghế lại, đưa hẳn ghế lên. Đấy. Đây chỗ này nhá, đây, kéo này, kéo dây này là ghế nó sẽ, mình kéo và mình sẽ dùng tay mình đưa lên, là ghế tự động đưa sát ở trên luôn, để cho cái hàng ghế phía sau rộng hơn và mình bước ra bước vào cũng dễ hơn. Và cái hàng ghế này đấy ạ, mình có thể là xoay được nhá, mình có thể xoay được, xoay 180 độ luôn, xoay cái mặt này nó về phía sau. Và như vậy thì các bác có thể là mình ngồi ghế này và ghế kia đối mặt vào nhau được nhá. Xong rồi mình có thể đặt một cái bàn ở đây được nhá, đặt một cái bàn ở đây đấy, rồi làm công ấm trà đây thì quá tuyệt vời đúng không ạ. Thế sau này thì mình có thể làm một cái giường được, hoặc là mình tháo ghế ra đựng để chở đồ nhá. Khi mình chở đồ thì mình có thể mở cái cốp ra kìa, rất là thuận tiện luôn. Như em cũng đã nói là phía sau đây thiết kế một cái dàn điều hòa này mà thổi trên chân, trên trần đây, đây 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 cửa gió trên trần này các bác nhá. Và kia có một công tắc để cho các bác tắt bật cái dàn phía sau. Đấy. Còn ở khu vực này đây các bác thấy là có đèn này và có cái hộp để cho mình đựng đồ nhá. Bậc bệ bước lên bước xuống đây các bác nhá. Đây bây giờ em sẽ đóng cửa lại và mời các bác xem cái vị trí bên ngoài. Xong là đấy thì em sẽ mở cốp đây rồi sang bên kia quay lốt cho các bác xem nhá. Các bác đúng chân liên hệ trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại hotline là 0938586307 ạ. Và 0389000555 và 0335838389. Ba số hotline cũng là ba số bên em đang dùng Zalo. Các bác hãy alo kết nối trực tiếp Zalo với em theo ba số đó để được biết thêm, để được tư vấn thêm và có thể xem thêm hình ảnh các bác nhá. Còn đây là phía đằng sau chiếc xe, các bác nhìn xem. Chiếc xe rất là rộng luôn, đặc biệt là khu vực đằng sau đúng không ạ? Bởi vì là cái khu vực này nó thiết kế nó hơi vuông vuông này các bác nhìn này. Đấy. Một chiếc xe mà thời gian vừa qua em bán rất là nhiều luôn, bán rất là chạy luôn. Bởi vì nó cũng rất là đa dụng các bác nhá. Mà là xe nhập nữa, máy dầu nữa, to rộng nữa. Đây là phía sau các bác nhá, các bác xem phía sau này. Và đây là số điện thoại và địa chỉ của bên em. Các bác thì mình hãy lưu vào nhá, khi nào mà có nhu cầu mua này hoặc là bán lại cho bên em những chiếc xe các bác có nhu cầu này, rồi các bác mình có thể là trao đổi xe nhá. Bên em mua bán và trao đổi xe các loại và trên toàn quốc luôn, bất cứ tỉnh thành nào các bác nhé. Vâng. Còn đây là khu vực phía sau của chiếc này, các bác nhìn xem rất là rộng luôn đúng không ạ. Ghế này thì mình có thể nâng lên và hạ xuống được tùy các bác nhá. Đấy, mình có thể nâng lên hạ xuống được nhá. Đấy, hạ xuống thì nó sẽ như thế này và mình có thể tháo hẳn ra nhá. Đây. Chỗ này nhiều người em thấy là thiết kế thêm hai hàng ghế liền. Đấy, hiện tại đây là có một hàng ghế và ngả ra như này, nhiều người có thiết kế hai hàng nữa cơ. Tổng là 4 hàng đúng không ạ? Hiện tại đây thì chiếc xe này là có 3 hàng. Chở đồ thoải mái luôn các bác ạ. Rồi ok nhá, thì tiếp tục. Bây giờ em sẽ di chuyển sang cái khu này và giới thiệu cho các bác mình xem nốt. Các bác đang ngồi dành tay nhấn like và chia sẻ để ủng hộ em với nhá. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây ạ, các bác xem những cái vị trí tiếp theo. Đây, mép cánh cửa keo chỉ đây nhá các bác. Như em cũng đã nói là chiếc xe không bị tai nạn đơn bộ gì, cho nên là keo chỉ của nó vẫn còn. Và bốn cánh cửa của xe của nó là đẹp như nhau, nó đều đều nhau như này các bác này. Nó đều đều như này này. Đấy, nó sẽ đều đều như này nhá. Các bác nhìn, mở cửa thì nó sẽ sáng đèn, và đóng cửa lại sẽ tắt. Các bác nhá, bốn kính điện. Và kính điện lên xuống êm và nhẹ nhàng. Và đây là cái phần... khu vực tay mở khóa. Và đây vách cửa đây các bác nhìn này. Đấy. Đấy. Và bây giờ thì mình có xem nốt cái khu vực cánh sau của bên lái, cánh sau bên lái nhá. Vâng đây. Rồi, em sẽ đóng cửa lại. Đấy. Đóng cửa lại nhá. Và lốc đây, bây giờ em rô lên và cho các bác xem khu vực lốc của chiếc xe. Anh ra lốc có đầy đủ. Và phần trên lốc kia thì trước cũng đã được dán màu đen rồi để cho nó cách nhiệt tốt hơn đúng không ạ? Và tiếp tục ạ, tiếp tục nhá. Đây các bác xem, những cái phần nòng trong cánh cửa xe là không có dấu hiệu gì mục mọt đúng không ạ? Thường thường thì nhiều con em thấy là cũng có dấu hiệu mục mọt rồi. Như con này của em nó là con xe mà đã được kiểm tra và tuyển chọn, tất nhiên phải là chiếc xe đẹp, không có vấn đề gì đúng không ạ. Đây các bác nhá,
công tắc bấm chỉ kính điện nằm đây, và đây là gương, gương nằm đây các bác nhé. Đây đây, chỗ nào cần thiết thì em sẽ quay đây nhá, đây nhá. Dạ vâng, dạ em quay gần chút. Kia đây cái nọ nước hoa, bên chỗ này nó có một cái loa check này, hệ thống lái đây, còn đây là bật đèn gạt mưa các bác nhá, chân côn chân phanh đây. Thực ra là không nói thì các bác mình cũng biết nó là cái tác dụng gì đúng không ạ. Rồi như vậy thì em đã di chuyển và quay cho các bác xem cái phần nội thất bên trong. Mời các bác xem nốt phần vỏ bên ngoài của chiếc xe, sau đó thì sẽ đến gầm và máy của xe nhá. Chỗ này nó bị tuột cái lắp nhá, chỗ này nó có một cái lắp để che cái chỗ này đi. Đấy, nó bị tuột ra thì bên em sẽ sắp xếp và lắp vào luôn. Giờ mới để ý các bác ạ. Vâng. Đây các bác ơi, các bác nhìn xem này. Đấy, đây là em đứng xa xa một chút nhá để các bác nhìn thấy cái toàn bộ cái phần form và dáng bên ngoài của chiếc xe này. Một em xe đến từ đất nước Hàn Quốc đây. Bên Hàn Quốc người ta đi rất là nhiều dòng xe này các bác nhá. Đây các bác nhìn này, nhìn phần đầu của chiếc xe em cảm giác như là một con bò tót luôn đúng không ạ? Nhìn nó cảm giác nó khỏe quá như vậy đấy ạ. Mặt nạ ga lăng của xe nhìn rất là giống với lại hãng xe mẹt đúng không ạ? Khá là giống. Cặp đèn pha của xe vẫn còn trong sáng đúng không ạ? Đăng kiểm vẫn còn nhá. Đăng kiểm của dòng này thì các bác cứ đăng kiểm cho em là 6 tháng một lần và không niên hạn, các bác mình cứ dùng mãi mãi và đăng kiểm cứ là mãi mãi 6 tháng một lần nhá, chứ không phải là xuống 3 tháng này là sẽ không đăng kiểm được nữa đâu. Đấy. Mình cứ đăng kiểm mãi mãi luôn, không niên hạn mà. Và đấy là cái phần ngoại thất, còn bây giờ là gầm và máy của xe. Em mời các bác xem gầm nhá. Cái đường ống này đường ống dàn điều hòa nhá. Vâng, đây là cũng đã tương đối cho các bác xem về cái phần hình thức rồi đúng không ạ? Đây. Máy 2.7 thì chiếc xe này nó sẽ dao động tầm khoảng là tầm khoảng 7 lít dầu các bác nhá, tầm khoảng 7 đến 8 lít dầu trên 100 km sử dụng tùy theo cung đường các bác đi nữa. Đây bây giờ thì em mời các bác xem cái phần động cơ của máy của mình. Đó đây nhá, bắt đầu di chuyển cho toàn thể các bác xem phần động cơ đi rồi ạ. Đấy, chiếc xe được thiết kế là máy dọc cầu sau. Đây. XDI270 các bác nhá. Đây đây là động cơ các bác nhìn xem. Cái da máy, cái khoang máy các bác nhìn này, rất là sáng đẹp, sạch gọn. Đen xì một số những vị trí các bác nhìn này. Không phải chiếc xe nào máy cũng sáng như thế này đâu các bác nhá. Con này của em nó đẹp thì nó mới được như vậy. Và máy số của xe thì bên em đã kiểm tra rồi, hoàn toàn còn là một chiếc xe tốt. Đấy. Máy số cực ngon, bên em kiểm tra rồi nhá các bác, yên tâm. Vậy là chiếc xe này em đã review và quay cho các bác mình xem xong rồi đấy ạ. Mọi thắc mắc các bác cứ alo gọi điện trực tiếp cho bên em theo 3 số điện thoại hotline nhá. Và các bác đến địa chỉ là 90.2 Trường Chinh, Hồ Tân Bình, Phố Hải Dương, đối diện với lại 225 Trường Chinh. Và bên em thì có chương trình ship xe. Ui, từ từ chú ơi. Bên em có chương trình ship và chuyển xe đến tận nơi, mang xe tới tận nhà các bác nhá. Dạ vâng. Cho dù các bác ở bất cứ tỉnh thành nào trên mọi miền Tổ quốc này, rồi sang tên cũng thế. Đấy, ở đâu cũng được. Mọi thông tin, mọi thắc mắc các bác cứ gọi điện, đừng ngại các bác nhá. Cứ bỏ ra 1-2 phút đồng hồ là mình có thể nắm bắt được chiếc xe và giá cả chiếc xe này như thế nào. Như em cũng đã nói ngay đầu video là chiếc xe này với tầm giá là 200 triệu đúng không ạ? Thế nhưng bác nào mà thiện chí vào việc thì bên em vẫn còn bớt thêm. Đấy, bớt làm sao hợp lý nhất cho các bác mua nhá. Các bác mình đừng lăn tăn về giá đắt rẻ nhá. Quan trọng các bác mình đã đúng chân, mình đã thích chưa đã. Nếu mà ok rồi thì cứ nhấc máy gọi điện bên em. Vâng. Rồi ok. Em đã quay xong rồi, xin được cảm ơn và chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác vào những chương trình video lần sau. Các bác hãy nhớ quay trở lại ủng hộ em nhé. Xin cảm ơn ạ.